À, ở bên quận 7 hả? À, thôi đó, it's okay. Anh hay nhà vào chụp chung, xin mình vào chụp chung. Có gì là khó khăn, anh em nghệ sĩ biết nhau hết rồi vui chết. Nhưng mà mình có những cái kỷ niệm nào không anh? Có kỷ niệm đặc biệt nào không? Có những cái sóng gió gì không? Không, có hạnh phúc thôi. Mình tham gia nhiều game show như vậy á, thì vì sao anh Giang lại quyết định tham gia cái game show này? Nó có gì khác không anh? À, đây là một cái show lớn của Hàn Quốc, rất là lớn và rất là nổi tiếng. Toàn là ngôi sao Hàn Quốc tham gia thôi. Với lại nó có một cái nó thuộc về mình nữa, đó là ẩm thực. Rất là âm nhạc, mình cũng làm rất là nhiều show âm nhạc và ẩm thực rồi, thì mình thấy phù hợp với mình và mình sẽ là một cái nhân tố đó góp phần để gọi kết nối các anh em lại với nhau, thì mình tham gia thôi. Vậy trong show này nó có cái nghệ sĩ nào mà anh có tương tác đặc biệt không? Ví dụ Trần Giang thì tương tác đều hết, và các bạn trong này toàn là những người thân không à, cho nên là các anh em đều nhau hết. Thì dĩ nhiên là có ca sĩ, có gì với nhà thì những người hài họ sẽ quan biết nhiều hơn ca sĩ thôi. Hello bạn. Cái đẹp. Sau này anh được chủ tài nồng nướng nhiều không? À không, đây là một cái show mà mình chỉ làm connect các anh chị em lại, còn cái nấu nướng là mấy nhà hàng mà Michelin không hả? Rồi nghệ sĩ mặc lên là do cái show này đó. Còn là ăn không mà chứ MC không được ăn. MC thì lo làm thôi. Còn nghệ sĩ dưới thì được thưởng thức. Đang định hỏi lại có được tăng cân nào không hay là bảo thủ ăn? Tại vì nghệ sĩ, trường gia đứng trên cái bục để làm á, còn nghệ sĩ thì thưởng thức sau khi họ đã chiến thắng. Nói chung show này vui, vui lắm. Mọi người có coi phiên bản gốc rồi đúng không? Chưa. Chắc chưa. Thì nó rất là vui đó, giống như phiên bản gốc vậy đó. Cũng sẽ tới thì thưởng thức âm nhạc rồi, rồi nó vui. Đó, vui. Dạ, ngoài lề tí anh chị Nhã Phương hiện tại sức khỏe sao? À, khỏe, Phương rất là khỏe. Phương khỏe từ xưa giờ mà. Còn em bé sao? Bé cũng khỏe. Anh nấu món gì tầm bổ cho chị chưa? Hôm nay hả? Hôm nay là cách chua với lại một món kho nhẹ nhẹ. Hôm qua thì mì thịt xíu. Thì chăm em kia thì cá hấp. Em thấy ở cái lần này như là anh Giang cởi mở hơn so với những cái lần sinh con đầu tiên đúng không? Không phải là cởi mở hay không cởi mở, thực ra là mỗi giai đoạn mình có một cái nhìn nhận khác nhau về vấn đề nên đối diện với thông tin như thế nào. Chứ còn con cái là cái điều nó quý ghê lắm, chứ có gì đâu mà phải che giấu mà khủng khiếp đâu. Chẳng qua là mình muốn cho con mình nó bình thường thôi. Vậy là mình có hay thức đêm thôi? À không, thì bé thì mẹ thức đêm, mẹ phải cho bé bú cho nên mẹ phải thức đêm. Mẹ cực chứ bố đâu cực, bố ít khi nào cực, bố toàn hả? Sướng không mà, phụ nữ cực. Destiny có phải ứng nào khi biết mình có thích em đó. Mà chị chỉ thích ngủ với em thôi, không thích ngủ riêng. Đợi ngủ với em, để lo cho em. Nhưng cũng ok. Ơi, có bé hả? Vâng. À, trai gái. Có sao ạ? Ồ, tuyệt vời ha.
mừng nha. Thì cái lần bé thứ hai này á, thì anh đã có rút ra những cái kinh nghiệm gì trong việc chăm con lần đầu mà nó khác? Thực ra chăm con là mẹ chăm mà, chứ gia đâu có chăm, gia đi phụ thôi, phụ dinh dưỡng rồi phụ ăn uống, phụ chơi với con thôi, rảnh mà chơi với con để mẹ rảnh tay để mẹ làm việc khác. Chứ còn chăm vẫn là mẹ, mẹ là chính, ở gia đình nào cũng vậy, mẹ là chăm là chính. Chứ còn bố thì chủ yếu là lo vòng ngoài thôi, chứ còn bố để mà có sự tỉ mỉ cần cù thì trăm người chỉ có một hai người thôi, chứ còn có sự tỉ mỉ và nhẹ nhàng sâu thẳm hơn là người mẹ. Nhưng mà thường mà các em bé mà đang bé mà có em bé thì lại hay nạnh với em ấy, thì gia đình mình có à không, mình dạy cho Destiny từ khi mà mẹ bắt đầu có em bé thứ hai trong bụng là mình sẽ nói cho bé biết vì sao phải có em bé thứ hai. Con nít bây giờ nó hay lắm, vậy có nhiều khi nó biết, nó hỏi là tại sao lại có em bé, thì mình giải thích tại sao là có con bây giờ tại sao phải có em, và em là ai và con là ai, mối hệ của con với em là gì, và tại sao con không được ngủ với ba con, ngủ với mẹ, vì con đã lớn rồi, hay như là tất cả đây phải dạy. Thực ra con nít là phải dạy, sau 2 tuổi là phải dạy kỹ càng. Sau này con cái mình lớn lên mình thành công hay thất bại là do cha mẹ, nếu nó thất bại là lỗi cha mẹ, chứ đừng trách rằng là dùng đời xô đẩy hay là cha mẹ sinh con là sinh tính. Cái đó chỉ là những câu mà nói trong những câu chuyện ấy thôi, chứ còn con cái sau này mình thất bại là lỗi của mình đó. Anh thấy bé có nhiều nét giống anh hay là giống gì nhỉ? Hả? Giống Nhật Phương, chứ giống tôi xấu. Nếu em hỏi một câu nữa là sắp tới là đám cưới Jin với Bu thì anh đã chuẩn bị quà cưới hay chuẩn bị những cái gì cho anh? Tôi mệt hay đó lắm. Đám cưới mà làm cuộc đời tôi xáo trộn luôn. Cái gì cũng gọi, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng kêu hết. À, vào cho anh 3 minutes. Mà mọi người biết đám cưới của Buga tổ chức ở đâu chưa? Chưa. Trời ơi. Mình làm bên mấy cái kênh thông tin mình phải biết chứ. Tiết lộ đi anh. Anh nói đi anh. Biển. Biển. Khúc giữa, nói vậy thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà nó không, Trường Gia đâu có làm MC. Nó không dám mời tôi làm MC đâu. Mọi người chắc cũng biết rồi. Thực ra là có quà cáp gì đâu. Thì cũng hỗ trợ cháu nó, con nó rồi. Làm đám cưới quan trọng rồi đó. Vậy thôi. Mà bé nó cũng dễ thương, nó là xuất hiện là một món quà to lớn nhất rồi, cho nên không cần phải quà cáp tiền bạc vàng dòng gì hết trơn á. Mình thẳng đây thông báo cho anh nghệ sĩ luôn là một ca dặn vậy đó. Chúng ta như thực hiện là dặn là cái này nghệ sĩ là cứ xuất hiện đó là một món quà to lớn nhất, không cần phải đi bao thư hay là phong bì gì cả, cứ tới ăn uống rồi về thôi nghe. Chúc mọi người sắp nhiều sức khỏe nha. Đám cưới là tổ chức ở một khu gần sân bay, ngoài sân bay ở một thành phố biển, chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn anh. Anh thì xa quá. Cảm ơn anh.